con xin chào ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Thì hôm nay đó con tới nhà của chú Ba Của, thì ấp Hòa Long Ba, thị trấn An Châu, Châu Thành. Đây là gần bến phà Mương Ranh. Thì con nghe nói là cô đang bệnh không có đi bán được, chú thì chạy xe ôm mà cũng vắng khách nữa, bữa được bữa không. Thì con mời cả nhà đi cùng với con nha. Chào cô, chào chú. Vậy mình ngồi trên đây ha. Dạ. Ngồi đây nghe sao anh? Ngồi đây đi. Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Ở đây có đèn, có sáng nè. Chú ngồi đi, chú còn ngồi bên cô cho. Ủa cái giường mình nó bị cái gì á? Lủng hả? Lủng không có thay được, kéo chiếu ra thôi. Dạ, thôi khỏi, khỏi, khỏi đi, khỏi đi. Được rồi. Nó lủng lỗ vậy luôn đó hả? Rồi, dạo này cô có đi bán nó không? Bán mấy số á? Dì nghỉ rồi, không là dì nghỉ lâu rồi. Thì dịch bệnh tới giờ đó, nghỉ hương luôn tới giờ đó. Bán không được hay là sao? Bán không được, bán ế quá. Ông kêu thôi nhà nghỉ đi để ông chạy xe mua một quạch nha. Sáng ký chiều cái gạo rồi. Vậy đó hả? Rồi, chú chạy xe được không chú? Chạy bữa được 50 chục, hơn bữa, 2-3 bữa không có đồng bạc nữa. Bị giờ xe bển đâu, xe nhà đi qua không à, chứ không có đi bộ như ngày xưa được. Vậy hả? Bây giờ chạy cũng không được nhiều nữa hả chú? Dạ. Rồi hiện tại mình sống với ai cô? Sống với thằng con Út. Nhà chật chội quá, mưa dột quá tảng đi qua nhà cô nó ở bánh, mấy năm nay rồi. Nhà chậu. Mình mưa dột hả? Mưa trơn, thao lấy hứng, thao. Hôm qua mới mua 2 cái thao nữa, hỏi không à. Mua 2 thao hứng mưa. Vậy hả? Rồi mưa dột rồi... Ai? Đó, cháu nội nuôi. Cháu nội của cô hả? Ừ, vô đây con. Vô con. Mới đi học về hay vậy? Mới đi học về. Vậy đó hả? Mẹ bỏ đi lúc mới. Mẹ đi hả? Ngồi kế bà nè con. Vậy là này là cháu nội của cô đó hả? Cháu nội. Là mẹ bỏ đi đó hả? Mẹ bỏ đi 4 tháng giờ nè, ông nhà ông nuôi hai vợ chồng nuôi hai mà nuôi đau bệnh liền liền nhập viện liền liền á. Con học lớp mấy con? Vậy hả? Con tên gì? Bảo Anh. Bảo Anh hả? Con học giỏi không? Giỏi hả? Ngoan quá. Vậy rồi nó đâu có biết mẹ nữa hả? Không, chưa biết mẹ. Mấy năm trước cô nó đau ha, nó liền liền ổng nhập viện ổng nuôi, nó không nó tôi bán số rồi cứ ghé thăm. Để ổng nuôi rồi tôi miễn tôi xuống nuôi rồi tiền đâu có mà tới lui với nó. Tôi để ổng nuôi tôi bán tôi ghé nhập viện luôn chứ mà người Gia Thành mình nè. Sốt lên á, trận trắng tưởng. Rồi mẹ bé có về thăm không cô? Không có về. Mà bỏ đi tới giờ không về. Vậy đó hả? Hôm nay học lớp 2 đó. Rồi ba bé làm gì cô? Cống gạch. Đi cống gạch theo ghe đó. Cống gạch theo ghe, bữa cổng bữa không. Vậy đó hả? Rồi giờ cô ở nhà coi nó đó hả? Nó mới đi học về đó. Nó thấy cô dội cho ngực không dám vô. Cái gì chứ? Vậy? Thấy nhà có khách không dám về. Đi trên đò đang xe tải quá trời, không dám ấy cặp đưa ra tới ngoài này kiếm nè, cái tới trường. Dạ, học ở trường gần phà đó không? B nè, đội cũng phà là chạy lên xíu luôn. Dạ. Nó kêu bà nội nội gắng nuôi con đi nữa, con gắng học giỏi nuôi nội bà nội lợi. Nó rơi nước mắt coi. Ngoan quá ha. Rồi sức khỏe của cô dạo này sao? Uống thuốc ngoài mới uống, mua lần 2 thuốc uống nữa kìa. Bị cái gì mà cô bị uống? Dầu cắn là teo chân nhất á, tao ngủ không được rồi mượn nó bắp giò dầm đi nào cũng mượn kia nó bắp giò chứ. Lý do làm sao mà teo? Bị khớp, tao coi tao nó khớp rồi. Bị khớp rồi uống không thuốc cũng có hết, uống cầm chừng thôi à. Vậy mình có đi bác sĩ rồi ha, bác có sĩ đi bảo. Rồi. Bác có sĩ đi bảo rồi. Bị khớp hả? Bị khớp rồi, uống không có hết, không cầm chừng vậy chứ không có hết, tè tiệt luôn. Vậy hả? Rồi mình lấy là mình mua bác sĩ, mình mua thuốc là thuốc, mua thuốc tiệm hả? Hay thuốc. Là bác sĩ cho? Mua thuốc ở ngoài á, bác sĩ cho uống cũng hết một thuốc ngoài không, ngày 30, 30 với ổng nữa. Mấy ngày tôi ổng mua còn để vỏ cho. Vậy hả? Chú bị gì nữa? Nó đau gân cổ chứ nè, 2-3 tháng nay uống thuốc vô thì nó bớt, không có thuốc thì chịu không nổi. Vậy đó hả? Ừ. Vậy rồi một ngày là gia đình mình thu nhập phải được khoảng nhiêu chú? Tôi có hay không? Chạy xe đầu. Nhưng mình cũng không có biết được chính xác là ngày nhiêu ha. Không biết được chính xác, có bữa nhiều khi có khách đi xa cũng được vài 300,
Dạ. Còn bữa nào không có khách thì mình chịu hả? Không có khách thì mình chịu. Nhờ mấy ông điều thiện cho gạo rồi. Đóng mày cho gạo mới cho được 1 chục ký đổ một thùng à. Cho vậy tháng 10 giờ tha tha đem về để dành. Để dành ăn. Nhỏ này có gạo nhảy cựng cựng nó mừng. Nó bà nội có gạo mà nấu cơm nhiều đi. Nấu cơm đâu có dám nấu nhiều. Để hà tiện ăn ấy nhín. Vậy đó hả? Mới xin nó nghe nè, con có uống sữa không? Nãy giờ con uống sữa không? Không có uống hả? Mà con thích uống không? Thích hả? Vậy là mình không có điều kiện để cho bé uống sữa hả con? Dạ, bởi nó ốm nó gồm rồi nè, tay chân rồi nè. Vậy đó hả? Tại là nước tương không, nước tương với hột vịt là làm hoài hai cái đó. Nước tương, bơ cơm nóng, tương cá không dám ăn. Vậy đó hả? Ừ, lần ăn mắc xương chở bệnh viện lần rồi không có tiền rồi. Nó sợ nó không dám ăn nữa, nội con không dám ăn cá nữa ơi. Gặp cá nó sợ dữ lắm. Không ăn. Thấy thương quá. Học giỏi lắm cô ơi. Mặt sáng. Nó lai ba Việt. Mẹ dân tộc. Nãy cô con lại vậy con sợ ra. Mẹ bé người dân tộc hả? Tộc. Mẹ quê ở Sóc Trăng. Dạ. Trời ơi. Bỏ đi mấy hôm nay tới cô cái cao. Nói mẹ đâu có điều nào nói. Có mẹ chết rồi. Tụi mình ở đây có buôn bán gì được không cô? Không. Đâu có buôn bán gì đâu. Bán ấy lắm cô ơi. Không mang có 1 triệu mất công. Đầu là chị không ai buôn bán. Dạ. Dạ thì hôm nay đó con cũng đến thăm gia đình của cô với chú. Rồi sau đó là con thay mặt Mạnh Thường Quân á. Cái chú này ở bên Cali á, chú hỗ trợ một hộ đó là 500 ngàn. Thì bây giờ con thay mặt chú thì con trao cho cô là 500 ngàn ha. Con cũng biết được hoàn cảnh của cô là không có đi làm được đó. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cô có nói cảm ơn Mạnh Thường Quân được rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi rồi, con bé ngủ ở đâu rồi cô? Bé ngủ chung mình rồi. Ngủ chung với cô là ở giường này đó hả? Giường trong. Giường trong hả? Dạ. À, rồi trước này ai ngủ? Tôi. À, chú ngủ nha. Đêm thì có mưa lớn thì chạy vô trong dồn vô mùng. Là sao? Mưa nó dột đó con. Mưa dột à? Nó dột hả? Ừ, dột. Thứ hai nữa trên cái này dập thay gì ở trên với tiếp một cái trận để thu tỉnh. Đậu dạ. Thôi nữa. Ai hình như đâu phải tiếp đâu, dừng cái gì mà cao su tiếp mấy chục năm nay đó. Vậy hả? Ừ. Vậy là mình dừng bi tiết đó hả? Ừ, bi tiết để đất. Giờ như lâu ngày nó mục đúng không? Ba đồ ồ nó rớt trơn. Dạ. Con thấy ở đây nó thấp quá rồi mưa lớn nó có ngập nhà. Mưa lớn bữa nó ngập. Bữa ngàn lên. Đi ở trên ba bên đúng phía đầu cái dồn cái dũng không. Đúng rồi, con thấy cái mặt lộ thì nó cao. Cao. Ở đây thì thấp, bên đây nhà ta cũng cao, nó có nhà mình là thấp à. Ừ, nhà mình thấp. Vậy cô nói ăn sao dột luôn hả? Sao dột hết trơn, chứ có chỗ là không dột chứ. Vậy hả? Dạ. Đâu chỗ nào dột đâu cô? Chỉ ha. Đó. Rồi cô đi thôi con. Bên đây dán bên đây là mình là dọt có chắc luôn, nó sáng ánh chưa. Dạ. Dừng ba cái thiết bây giờ. Sức chân. Vậy là chỗ ngủ mình dọt chỗ này luôn đó hả? Chỗ này luôn lấy sao để đây nè. Qua cái đi tiếp rồi đó. Ở sao này có đèn không cô? Không có đèn. Ở đây không có đèn nữa hả? Đâu có đèn đâu. Rồi cái xô này cô để hứng nước hay vậy? Hứng nước. Xô để hứng nước đó. Có cái thao nữa mà dẹp thao rồi. Vậy đó hả? Cao nhỏ nhỏ 3-4 cái. Mấy cái này mình chắp nối đó hả? Ừ, chắp nối rồi mấy cái này. Dột quá dột đó. Chắp nối. Vậy sao? Xin ba cái đó người ta không có thích dụng. Không có thích dụng, đắp lên nó đó. Hình như cây cột này, cái gì? Mối nè ăn đúng không? Mối dạ. Ăn. Thấy không thôi, thấy gần không thôi. Con dùm á. Cây cột này hình như là mối ăn bấy hết trơn rồi nè. Dạ. Cái này phải có đèn là thấy rõ lắm á. Dạ, này không có đèn. Vậy là nhà mình có cái đèn trước không hả? Có đèn trước còn đâu đó, ổng ghét ba cái cao su lên đó cô. Chàng ơi, gì mình khổ lắm. Mình ở gì con thấy cũng hơi nguy hiểm đó cô. Dạ bị cột vợ siêu rồi, cô thấy siêu trơn rồi. Chùa con lan dưới màn hang đục lỗ lên tới cái cột là cả bảy sắp bị tắt. Kìa cát cái môi này giường luôn đó cô thấy không? Dữ đó hả? Ừ. Đây nè cái cột này. Con mới thấy nè. Nè cát cái môi đó cô, đóng cát dưới đó. Nè thôi thấy không thôi. Cái cột này là mối ăn là chàng nó bóp vô mà nó
Rồi có khi nào ông lát làm mạng với mình không ta? cái chà nó còn cái lỗ thôi. Bóp vô mà nó móp luôn. Ừ, cục mà chân nó mang nó nổi cái gì, tôi lâu lâu tôi quét bữa tôi cúng lại quét. Rồi nó kìa đó, thấy cô thấy có thao trước cửa đây nè. Thấy thao cái nồi gỗ gà không đó, trên đó tả xuống. Thao này để hứng nước mưa đó hả? Để đó đó. Chàng ơi, hư chân à. Gì đó hả? Làm đi giọt nát hết chứ. Vậy cái này mình phải mình có tiền thì mình sửa nó sang đồ lại ha. Yeah. Không tiền mình bó tay luôn. Khổ quá, khổ. Cô năm nay lớn tuổi chưa? 56 tuổi rồi. 56 rồi hả? Dạ. Dạ. Vậy cô ngồi đi ha. Dạ. Yeah. Sao? Đau bụng hả? Sao đau bụng con? Đau bụng hay là đói bụng? Đau bụng hết. Đau bụng hả? Nhìn ơi, vậy chút bà nội đi mua thuốc uống ha. Dạ con đó cô con. Trời ơi, thấy thương quá. Lần đó mới đi, mẹ đi nó ôm lên sữa nó bú cô. Nó ôm nó hốt hốt. Vừa gao luộc của tôi nó canh đó, canh bắp. Má có 3 không tháng mình ăn một cuộn. Đúng rồi. Như tới giờ. Vậy đó hả? Không sữa chủ uống biết cả gì ăn, ba cái nấu cơm như nhão nữa. Ở nhà ổng nuôi không có sớm ai cũng nói chứ. Ông cổ ổng nuôi con của ông Nam hay thiệt là hay, tụi đứt ruột đó nha. Ỉ ông xách xuống sông cái này ông giặt. Không có nước đèn điện, nước điện đâu mà giặt cho nhà. Tôi bán số rồi nghe nói đứa gơi mất mắt. Vì có thiệt. Vậy con bé chắc thiếu thốn mà chứ đâu có đầy đủ đâu. Đâu có đầy đủ ai đâu. Quần áo rồi. Quần áo ta cho. Ta cho không à? Mặc đồ gì vào người ta cho. Thấy gì tụi người ta cho. Vậy đó hả? Dạ. Nó vô học của mẫu giáo nè. Cô cho 2 bộ cái này. Vậy sao? Cô nhà trường học lớp 2 nhà trường cho. Nó có cái gà nào nó nói nó thèm gì không cô? Nó nhìn nó lâu lâu nó thèm. Cái nó gán này mời về bữa nào bán cái số rồi chơi mà đắt á. Rồi nó mua con ăn, nó nói con chờ lâu quá nội ơi. Đứa cuộc lắm coi. Vậy đó hả? Ừ. Nó nghe nè, con thích ăn cái gì? Con thích ăn cơm. Thích ăn cơm hả? Dạ. Còn ngoài cái cơm đó, con còn thích ăn gì nữa không? Ăn... Ăn gì nữa con? Thịt. Ăn thịt hả? Dạ. Hồi nãy giờ con có được ăn tôm chưa? Dạ. Cô Biển con có ăn chưa? Chưa. Cô Biển chưa ăn hả? Dạ. Có tôm có ăn rồi. Dạ. Vậy là con ao ước là được ăn thịt hả? Vậy đó hả? Tôm cô biết sao đi ra mẹ bà Hà Nội cho bán cái số đám cưới rồi cho đám cưới tôi đem xin về ngày qua khi không xin về nữa tăng dư đó là cái người ta nói thôi quán số tội nghiệp quá à. Cô lấy dạng đi. Vậy đó hả? Cũng như đồ ăn ở trong đám cưới người ta dư đó hả? Dạ. Người ta cho mình đem về cho bé ăn hả? Dạ. Vậy đó hả? Chàng ơi. Dạ. Thì thôi để cố gắng đi cô ơi. Nếu như có ai mà giúp bé đó, yeah. Giúp bé mà phụ tiếp cô đó thì yeah. Tụi con sẽ quay lại. Yeah. Quay lại rồi giúp được cái gì thì tụi con sẽ giúp ha. Yeah. Dạ, cô vậy cô cũng cố gắng ha, giữ gìn sức khỏe nha. Yeah. Cô bị khớp này vậy là đâu có đi xa được đâu, đâu có đi nhiều được đúng không? Yeah. À, cả nhà ơi thì bây giờ mình tới nhà của chị Thúy. Chị Thúy này thì ở trọ, thì chồng bỏ đi thì chỉ nuôi 3 đứa con. Thì lần trước á, mình có tới đây mình mua sữa với bánh trái cho mấy đứa nhỏ rồi. Thì mình nghe được nói là không biết là chỉ bị bệnh gì mà đang đương gặp rồi chỉ xỉu. Bây giờ mình tới mình thăm hỏi thăm sức khỏe của chị nha. Mình mời cả nhà cùng đi với mình. Này ai anh Vũ? Mấy người này cũng như lại làm chung quá hả? Cũng như làm theo khâu đúng không? Này con của anh hả? Con anh lại làm tiếp hả? Rồi chỉ đâu rồi? Ủa gia mô Phật? Chỉ làm cái giống nè. Chị? Rồi cái anh Vũ là nó anh Vũ. Em nghe anh Nhịn nói sức khỏe của chị làm sao rồi?
Dạ đang ngồi làm gì đó rồi xỉu nghe này. Chở đi bệnh viện cho mượn tiền ăn dụng. Đi khác, đi siêu âm tật. Tật kia đi gục nước, hẳn có nước. Nhất không thơm giờ, mặt nổi. Đang làm mà xỉu hả? Nhất không thơm, nóng lạnh nhất không trời. Ngồi không nổi nữa. Giờ nóng lạnh mà nhờ nhất nữa hả? Chàng ơi. Thôi chưa giờ nhất quá nhất là tiệm thuốc tây mua đỡ thuốc uống nha, không có tiền mua mượn anh 20 ngàn mua đỡ hai lần thuốc uống giảm lên nhất mượn tiền anh Vũ hả? Dạ mượn anh 20 ngàn đi quá mua hai lần thuốc. Rồi gán đi chơi rồi, rồi cái giấy đâu anh Vũ, rồi ai chở chỉ đi anh hả? Anh chở đi chứ ông ơi là tặng có nước rồi gan dính mỡ gì đó. Rồi bây giờ nằm ở đây chịu đựng vậy đó, không ai nuôi chứ hả? Có ai đâu nuôi, chịu chặn thôi chứ sao dậy sớm vậy, thấy vậy thì đưa đi xuống khám chỉ đem về kêu rút nước ra, giờ đâu có tiền đâu rút, giờ nằm chịu thẳng như thế sao vậy. Rồi chồng chỉ không tới luôn, không về gì luôn hả? Bệnh vợ bệnh gì bỏ luôn vậy đó hả? Không hay không biết gì. Trời ơi thiệt tình chứ. Này gan nhiễm mỡ, yeah. Thận trái ứ nước gì ở độ 1 hả? Sỏi thận trái. Rồi bây giờ là bác sĩ dạ, nói nhất, sao chị? Dạ nó nhức quá nhức, người ta kêu đi viện. Rồi là cái này là chị chơi siêu âm tư phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bác sĩ kêu mình đi nhập viện hả? Dạ, sĩ kêu đi nhập viện đi. Vô nước biển rồi tỉnh rồi, nó kêu thôi đi nhập viện đi, không có tiền thôi về. Trời ơi. Cái này em nghĩ là nếu như nhập viện là chắc hút nước á. Dạ đúng rồi, nhập viện hút nước. Ừ, tại thằng mình có nước nè, nó hút ra nó mới hết. Dạ, nó nói không rút thì nó nhức hoài vậy đó. Không có mặn gì được á. Với mình để cái này lâu nó cũng nguy hiểm nữa. Đâu có để lâu được, nó xỉu bất tử rồi. Chị ở nhà một mình, con chị thì quá nhỏ nữa. Rồi làm sao? Rồi chị còn người thân nào nữa không? Dạ không. Có một em mà. Rồi hiện tại em chị ở đâu? Em ngồi đó. Là cái thằng ngồi trước đó hả? Dạ. Mà nó tốt ở trên bên ganh ở bên vợ nó. Có gia đình ở bên vợ nữa hả? Rồi nếu như thí dụ như bây giờ mà chị nhập viện đó rồi ai nuôi chị? Không có ai. Không người nuôi luôn hả? Dạ. Nếu nằm bệnh viện nó nhỏ nhà cũng không ai câu nữa. Chàng ơi sao mà khổ dữ vậy? Vậy rồi mình ở dưới này có cái ai mà từ thiện vậy không anh nhìn? Anh Vũ? Như đi nuôi chỉ hay gì đó chứ bây giờ nếu như nằm viện thì không ai chăm sóc. Mà theo em biết đó là nếu như mà phổi mà có nước mình rút ra đó là phải có người kè nhiều. Chứ một mình là không có đi được đâu, bác sĩ nó la. Thì bây giờ trong bây giờ mượn chứ sao vậy? Mà mượn thì chắc ngày 1 với 2 thôi chứ hoài đâu. Ơi năm rồi cũng có xỉu anh lặn rồi mà cũng nhức lưng vậy nè, cũng xỉu rồi chụp hình đó nó bị gai cột sống rồi bỏ qua, hôm nay thì siêu âm lại thì nó bị thẳng có nước. Cái này nó nhức hồi năm rồi em bị tê luôn, em ngồi không nổi luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi em muốn hút tay nó giảm nhất vậy hoài đó, cứu hút nhất hoài vậy đó. Rồi từ trưa giờ nó nhất là nó mệt nó nằm luôn. Ví dụ như bây giờ mình sắp xếp đi, ví dụ như em quyên góp tiền đó để cho chị đi điều trị ha, rồi sắp xếp sao bây giờ nói với em của chị đó xuống nuôi được không? Không được, cũng có vợ cũng có tật nữa. Vợ em của chị có tật nữa hả? Dạ. Tật có con nhỏ nữa, không có nuôi nữa. Đi hai đầu gối không mà. Chị cái này có môn là bên em là quyên góp tiền đi, còn bên anh á thì tìm người lẫn nuôi chị. Thì sao vậy? Dạ, xin tiền mua bảo hiểm cũng được, em không có bảo hiểm nữa. Thì kiếm người lẫn nuôi thì tiếp này kia nổi chứ sao thì sớm điều giờ kêu giúp chứ sao giờ mà giữ nhà không sao sao vậy đó. Rồi mấy đứa nhỏ nó tội, ba đứa nhỏ ở nhà nó rồi làm sao trời. Đứa nhỏ thì tội là con thì bình thường rồi đó. Là nhà anh ăn đỡ ha. Ừ. Dạ. Ba đứa nhỏ thì bởi đem là nắng rồi anh luôn. Ngày ban ngày thì không sợ, mà sợ ban đêm nó cũng hay sốt nữa đêm.
Nít đâu có để ở nhà mình được. Còn mấy thì cho lại nhà của anh Vũ nè, ngủ đỡ được không? Nó lớn không chịu đi. Vậy đó hả? Dạ, đợt rồi cũng nằm bệnh viện hết lần mà đeo đi đặt không chịu đi. Rồi chị có bảo hiểm không? Dạ không. Nãy giờ mình không có xài bảo hiểm hả? Dạ. Nên mua bảo hiểm cho thằng trai lần tháng 11 mà để đi khám cho nó nè, mà không có tiền mua nữa, giờ cũng chịu chặn luôn. Vậy là gần tới tái khám thằng là dạ, thằng mổ tim đó hả? Mới học về có gian tại vì không đi rước nổi luôn, không đưa không rước gì hết. Rồi mà chị ăn uống gì chưa? Ăn không nổi, mệt ăn không vô. Mệt ăn không nổi hả? Thì để em quyên góp đi, được bao nhiêu em sẽ cố gắng ha. Dạ. Quyên góp lận nhân cho có số tiền lận chị đi chị liền, chứ cái này để lâu nó nguy hiểm nữa. Dạ. Cố gắng nha, đừng có khóc, mình nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có khóc nhiều. Dạ, quá. Cảm ơn. Đừng nhớ nhiều. Bây giờ đó thì em á thì chỉ thay mặt Mạnh Thường Quân thì trao chị được chỉ có 500.000 thôi. Dạ. Thì em sẽ đăng cái clip này lên rồi em sẽ quyên góp thêm, được nhiều thì em sẽ đem xuống liền cho chị đi nhập viện nha. Dạ. Dạ. Cái này là chú này ở bên Cali nha. Dạ, cảm ơn chị. Thôi mình cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Bà ăn nhỏ mấy ngày nay không có tiền nha. Chị ăn cho cơm của chị. Bữa nay tới giờ không có gì ăn hết trơn. Bữa tới nay không có gì cho mấy đứa nhỏ ăn luôn hả? Dạ. Rồi nó ăn với cái gì? Có quẹt với mấy sớm người ta cho hộp vịt rồi gì nó không ăn. Vậy đó hả? Dạ. Người cho nước mắm, người cho hộp vịt, người kho. Chàng ơi. Rồi nhà mình còn gạo không? Dạ gạo, có gạo, tới gầm ta cho. Chỉ có đồ ăn là mình không có dạ. Tiền để đi mua được ha? Dạ. Như anh đi xin gạo ha. À, cho phiếu đó đi lãnh giùm. Thôi bây giờ cố gắng đi chị ơi, em sẽ cố gắng em quyên góp tiền để cho chị đi ha. Nhưng dạ. Mà bây giờ mình đâu có biết số tiền là bao nhiêu ha. Bác sĩ bây giờ mình chưa nhập viện đâu có biết được ha anh Vũ. Tại không có bảo hiểm biết nhiêu. Bây giờ trước mắt xuống là nó bắt mình đóng tạm ứng trước. Dạ không có hay tạm ứng chứ kiểu mấy. Tạm ứng bè là nó hỏi chị gửi cho lại. Con nít cái tay xuống vô xuống bệnh viện xuống bự dưới đó. Quất có 3 triệu, 2 triệu. Dạ đúng rồi. Không có bảo hiểm đó là dài rồi có không như tiền không là khoảng chừng 20 triệu. Đó phải nói cái tay nè. Dạ. Vậy thôi bây giờ chị nghỉ ngơi đi em. Rồi để em sẽ cố gắng giúp chị nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, rồi. Vậy mình nghỉ ngơi đi. Còn mua cái cháo gì hết ở đi. Mấy anh đi mua cháo cho chị hấp miếng đi chứ không ăn mà cứ đau nằm gì chịu chặn tồi. Xì là xì lắm á bệnh này. Còn chút mua cháo cho mẹ qua đi Phụng. Đắp cái gì là cháo.